chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Lào Cai nằm trong nhóm đầu giải ngân vốn đầu tư công cao. Đường sắt Cát Linh Hà Đông, hành khách gặp khó vì thiếu phương tiện kết nối. Hà Tĩnh quyết liệt phòng chống dịch tại huyện Kỳ Anh. Nghệ An giám sát công dân trở về từ các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai hướng dẫn các tổ chức doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân hoàn thiện hồ sơ thuế. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 200 đơn vị doanh nghiệp được giảm gần 20 tỷ đồng tiền thuê đất trên tổng số gần 1.200 đối tượng đủ điều kiện được giảm tiền thuê đất năm 2021. Cơ quan thuế đang tiếp tục hướng dẫn các đơn vị còn lại để nhanh tiến độ hoàn thiện và nộp hồ sơ trước ngày 31 tháng 12. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Không thực hiện giảm đối với các đơn vị thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp. Có thể thấy nghị định đặc biệt chú trọng đến việc tạo điều kiện cho người nộp thuế nhờ việc đơn giản trình tự thủ tục trong quá trình thực hiện miễn giảm thuế. Chính sách miễn thuế này cũng sẽ tạo động lực cho hộ kinh doanh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Một quán phở nhỏ tại Hà Nội. Sau một thời gian giãn cách dài, quán được mở cửa trở lại. Khách chơi nhiều nhưng chi phí vẫn đội lên từng ngày. Còn với hộ kinh doanh này, sau dịch chỉ còn mở hàng vào buổi tối do khách không nhiều. Còn ban ngày, chủ hộ dành thời gian để chăm sóc con nhỏ, tiết kiệm chi phí thuê thêm người trông trẻ. Khi biết thông tin được chính phủ hỗ trợ miễn thuế với hộ kinh doanh, người phụ nữ này rất vui mừng. Thực ra thì dịch là khó khăn chung và những cái thuế như thế thì thực ra là đối với những cái cửa hàng kinh doanh như mình ấy, thì nó cũng không quá là lớn, số tiền nó không quá là lớn. Nhưng mà để xét về cái mặt tinh thần thì mình nghĩ rằng là cái hành động đó của chính phủ thì nó sẽ giúp cho những cái doanh nghiệp như mình, nhỏ như mình ấy, có cái động lực. Việc miễn toàn bộ các loại thuế cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được đánh giá là chính sách nhân văn và rất phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Không chỉ nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh có điều kiện phục hồi sản xuất, mà việc miễn giảm thuế này còn góp phần nuôi dưỡng nguồn thu trong thời gian tới. Ngay từ khi có cái quyết định chính thức của chính phủ thì và quốc hội thì rõ ràng ấy có thể tính giảm trừ cái mức của mình. Và từ đó ấy, họ có được cái nguồn tài chính để huy động ngay vào sản xuất, để tăng cường cái tích lũy cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Theo hướng dẫn, các hộ cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được miễn toàn bộ các loại thuế phải nộp trong quý 3 và quý 4 năm nay. Ước tính có gần 4 triệu hộ và cá nhân kinh doanh cả nước được hưởng chính sách này. Với mục tiêu duy trì hoạt động chuyên môn và đảm bảo quyền lợi của đội ngũ nhà giáo, vừa qua Hội giảng giáo dục nghề nghiệp năm 2021 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp. Với sự tham gia của hơn 400 nhà giáo, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hội giảng được coi là một sân chơi cho các nhà giáo để thể hiện năng lực sư phạm, khả năng giảng dạy trong một lớp học bằng hình thức trực tuyến. Tiết giảng được truyền về ban tổ chức, ban giám khảo và cho tất cả các đồng nghiệp trong cả nước theo dõi, quan sát, đồng thời đưa ra bình luận đóng góp. Thời gian tới, trọng tâm ưu tiên đối với việc phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo được Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp xác định sẽ tập trung vào các cái nhóm đào tạo bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo, xây dựng đề án để nhà giáo có cơ hội được tiếp cận với các doanh nghiệp sản xuất lớn trên thế giới, để từ đó việc học tập những kinh nghiệm mới, trải nghiệm quy trình sản xuất, từ đó có cái quan sát và yêu cầu để nâng cao cái chuyên môn nghiệp vụ của mình một cách tốt hơn, hiệu quả hơn và thiết thực hơn. Hội giảng nhằm tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, động viên khuyến khích nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề, tạo động lực cũng như tạo cơ hội cho nhà giáo học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề cập đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công ở các địa phương trong cả nước.
Tại tỉnh Lào Cai, mặc dù cũng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng đến thời điểm hiện tại, Lào Cai là tỉnh đứng thứ hai về giải ngân vốn đầu tư công trong khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Và cùng với thế mạnh về kinh tế của cửa khẩu thì đây là tiền đề để Lào Cai đề xuất với Quốc hội cho hưởng cơ chế đặc thù. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, tổng vốn đầu tư công của Lào Cai năm 2021 bao gồm cả vốn năm 2020 chuyển sang là hơn 4.600 tỷ đồng. Mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng đến hết tháng 10, giá trị giải ngân của Lào Cai đạt 70% kế hoạch, trong khi đó tỷ lệ giải ngân cả nước đạt khoảng 52%. Lào Cai cũng đã thành lập cái tổ công tác đặc biệt và chủ tịch tỉnh là trưởng ban chỉ đạo công tác giải ngân, và các chủ tịch và các chủ đầu tư cùng các ban của dự án là các tổ thành viên của ban chỉ đạo và giải quyết trực tiếp trong quá trình giải ngân. Thứ hai là trong công tác thẩm định phê duyệt thì Lào Cai cũng rất tập trung làm ngày đêm để làm sao được rút ngắn cái thủ tục trình tự diện cơ bản. Vốn đầu tư công được giải ngân kịp thời đã đóng góp việc giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần kích cầu nền kinh tế. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các địa phương thì vẫn cần những chính sách đặc thù mang tính vùng miền. Sau hơn 10 năm chờ đợi, từ ngày 6 tháng 11, người dân thủ đô và các tỉnh thành lân cận đã có thể tự mình trải nghiệm trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông dài 13 km. Do đang trong thời gian vận hành miễn phí nên lượng hành khách những ngày này tương đối đông. Hành khách có thêm cho mình một sự lựa chọn phương tiện vận tải công cộng để di chuyển và cũng là dịp để nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại xung quanh tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của cả nước. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dài 13,05 km đi trên cao với 12 nhà ga. Trong 6 tháng đầu tiên, các đoàn tàu chở khách từ 5 giờ đến 23 giờ, tần suất 10 phút một chuyến. Mỗi đoàn tàu có sức chở 960 khách. Lưu thông với vận tốc trung bình 35 km một giờ, thời gian đi toàn tuyến hết hơn 23 phút. Tuần đầu tiên vận hành, tuyến đường sắt này đã thu hút hơn 160.000 lượt hành khách. Trong những ngày trải nghiệm miễn phí, hầu hết hành khách đều nhìn nhận đường sắt trên cao sẽ là một phương án di chuyển tốt cho người dân Hà Nội, góp phần giảm thiểu ùn tắc. Vấn đề lớn nhất còn tồn tại đó là hệ thống các phương tiện vận tải trung chuyển chưa kết nối được với các nhà ga. Bên cạnh chi phí đi tàu, hành khách sẽ mất thêm chi phí di chuyển đến nơi làm việc hoặc sinh hoạt. Thực tế hiện nay mới chỉ có ga Cát Linh có điểm gửi xe cho hành khách. Tại thời điểm này, bãi trông giữ xe miễn phí và sẽ thực hiện thu phí khi chính thức thu tiền vé tàu. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Sở Y tế Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội phương án rút khoảng cách giữa hai mũi vaccine AstraZeneca về còn tối thiểu là 4 tuần. Theo đó, thay vì khoảng cách tối thiểu 8 tuần như trước đây, người tiêm vaccine AstraZeneca sẽ rút xuống 4 tuần khoảng cách giữa hai mũi tiêm. Đề xuất này cũng dựa trên hướng dẫn của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trong văn bản gửi Sở Y tế của các tỉnh, thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19. Tính đến nay, Hà Nội đã được Bộ Y tế phân bổ hơn 11,4 triệu liều vaccine và đã tiêm được 11,04 triệu liều cho hơn 6,11 triệu người, trong đó 4,9 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi. Tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đã đạt khoảng 93%, tuy nhiên chỉ mới gần 70% số này được tiêm đủ 2 mũi. Đặc biệt với nhóm người trên 50 tuổi, tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 lại thấp hơn các nhóm khác. Việc đề xuất phương án này nhằm hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân nhanh nhất, an toàn và hiệu quả, đáp ứng công tác phòng chống dịch, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Với số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 không ngừng tăng cao, trong những ngày qua, cả hệ thống chính trị ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Ngay sau khi ghi nhận các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn xã Kỳ Thượng, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã ra quyết định phong tỏa toàn bộ, cách ly y tế tạm thời đối với địa phương. Đồng thời thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư trải dài nên tại các cửa ngõ giao thông, các lực lượng đã được phân công trực chốt 24/24 giờ kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn theo quy định. Chúng tôi nhận định trong cái thời gian tới, bởi vì đấy là cái nguồn lây qua học sinh là một cái vấn đề là nó là lây lan rất là nhanh. Khi có cái phát hiện của các thầy ở cấp 3 Kỳ Anh và cấp 3 Kỳ Lâm biết chặt về được cái vấn đề này, cho nên có những cái F0 trong cộng đồng nữa chứ không phải là dừng tại đây. Đã khóa chặt toàn bộ xã Kỳ Thượng
Cho nên chúng tôi đã triển khai 3 cái chốt để đảm bảo về cái công tác phòng chống dịch người ra vào. Đến thời điểm này, dịch COVID-19 đã xuất hiện trên địa bàn các xã Kỳ Thượng, Lâm Hợp, Kỳ Thư, Kỳ Châu, Kỳ Phong. Tình hình dịch bệnh được đánh giá hết sức phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ cao tiếp tục lây lan trong cộng đồng. Trước tình hình đó, huyện Kỳ Anh đang tập trung cao độ quyết liệt trong công tác khoanh vùng, dập dịch, linh hoạt ứng phó với từng cấp độ theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Đối với các trường hợp F1 có nguy cơ cao sẽ thực hiện cách ly tập trung theo quy định, căn cứ vào yếu tố dịch tễ, lịch trình tiếp xúc. Một số trường hợp F1 khác được thực hiện cách ly tại nhà và chịu sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương. Trong suốt 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, một trong nhóm lao động bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là giáo viên mầm non ngoài công lập. Trường học đóng cửa, nhiều cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập không có doanh thu trong thời gian dài. Vì chính phủ tính toán xây dựng chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non tiểu học ngoài công lập thực sự là tin vui đối với các giáo viên. Là trường mầm non tư thục đầu tiên trên thành phố Hà Nội đạt chuẩn quốc gia với cơ sở khang trang hiện đại. Nhưng hiện nay do ảnh hưởng của làn sóng dịch COVID-19, trường đã phải đóng cửa suốt gần 7 tháng nay. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của toàn bộ giáo viên trong trường. Trước thực tế đó, ngày 15 tháng 11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập. Việc hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục mầm non ngoài công lập là cần thiết nhằm giảm bớt khó khăn cho giáo viên. Cũng liên quan tới giáo dục, tại kỳ họp thứ 2 vừa qua, câu chuyện học thêm dạy thêm là chủ đề được các đại biểu thảo luận sôi nổi nhằm tìm ra hướng đi cho vấn đề vẫn luôn âm ỉ nhưng không thể công khai này. Nên nhìn nhận học thêm dạy thêm như một mặt trái hay một giải pháp học tập đơn thuần. Đối với nhiều gia đình, học thêm là một nhu cầu thực tiễn. Khả năng tiếp thu của mỗi học sinh là khác nhau, không phải lúc nào thời gian học tập trên lớp cũng đủ để tất cả các em đều hiểu bài và thông thạo các kỹ năng được truyền đạt. Thậm chí việc đưa con đi học thêm cũng giúp nhiều phụ huynh bận đi làm có thể kiểm soát thời gian của con tốt hơn. Các bạn học kém ấy, học tiếp thu chậm ấy, thì các cô cũng mở học thêm để cho các con kiểu tiến bộ hơn. Còn như mà nếu mà để học thêm như kiểu trào lưu để các thứ thì tôi nghĩ là không nên, bởi vì là những các bạn bây giờ cái kiến thức nó cũng là cơ bản ấy, mình có học thêm hay không thì nó vẫn xoay quanh đó, nên chỉ là nghĩ là chỉ nên mở thêm cho những các bạn là tiếp thu chậm thôi. Rõ ràng dạy thêm học thêm không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực. Thay vì cấm cản, chúng ta nên có sự quản lý phù hợp để những học sinh thực sự có nhu cầu bồi dưỡng thực tiễn, không cần phải tham gia những lò luyện chui lùi. Chúng tôi cho rằng là không nên có cái tư duy là như cũ, như cách chúng ta hay đánh giá là cái gì mà không quản được thì cấm. Chúng ta cũng nên đánh giá là cái tác dụng của nó, cái ý nghĩa của nó trong cái đời sống, trong cái giáo dục như thế nào. Và nó cũng là xuất phát từ cái nhu cầu thực tiễn của phụ huynh và học sinh. Đấy, chúng tôi nói thú thực là con em chúng tôi cũng trưởng thành, đỗ đạt đi làm là cũng nhờ học thêm, cũng có tác dụng chứ không phải là không. Trước đó, luật đầu tư năm 2016 đã loại bỏ dạy thêm, học thêm khỏi ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Có cần đưa ngành nghề này trở lại trong ngành kinh doanh có điều kiện nhằm quản lý tốt hơn hay không vẫn là điều gây nhiều trăn trở. Nhưng cái điều kiện gì? Thì một trong những cái yếu tố quan trọng nhất của giáo dục, điều kiện đó chính là được nâng cấp về cái chất lượng giáo dục của đội ngũ giáo viên. Đấy, và các cái kiểm soát cái chương trình giáo dục đầu ra của các cái trung tâm, của các cái nơi mà tổ chức cái giáo dục đó. Cho nên những yếu tố về mặt cơ sở, vật chất hay là về tất cả những cái tính pháp lý như bây giờ đang có, nó là yếu tố cần và đủ. Còn những cái yếu tố mà bắt buộc và làm vượt trội cho cái giáo dục là khác sản phẩm khác, đấy là yếu tố chất lượng, yếu tố chuyên môn và cái chương trình. Học thêm, dạy thêm sẽ trở thành một tệ nạn khi giáo viên cắt xén chương trình chính thức hoặc có biểu hiện trù dập học sinh không tham gia lớp. Đây là điều khiến các nhà quản lý giáo dục lo ngại, dẫn đến quy định chung là cấm. Tuy nhiên, để mở khóa vấn đề này, chúng ta cần nhìn thẳng vào nhu cầu thực tiễn của học sinh và phụ huynh, đồng thời có sự quan tâm thấu đáo với đời sống giáo viên để họ thực sự nhìn nhận dạy thêm như việc bồi dưỡng cho đối tượng cần thiết, chứ không phải một phương tiện mưu sinh thông thường. Và quản lý việc học thêm, dạy thêm có nhất thiết phải thông qua cơ chế kinh doanh có điều kiện hay không là việc mà cơ quan quản lý cần có sự phân tích thấu đáo hơn nữa.
xin được chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang triển khai nghị quyết số 128 của Chính phủ về thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên, thì những ngày qua, Nghệ An đã ghi nhận số lượng lớn người dân di chuyển từ các địa phương, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát công dân đang được tỉnh Nghệ An tích cực triển khai. Mường Lống là một trong những xã có số lượng công dân đi làm ăn xa từ các tỉnh trở về nhiều nhất của huyện Kỳ Sơn. Ngoài xây dựng khu cách ly tập trung, thì việc rà soát công dân cũng được địa phương này siết chặt. Vai trò của các tổ COVID cộng đồng, tổ liên gia góp phần tích cực trong quản lý công dân cũng như phòng chống dịch. Nếu xảy ra F0 không để lây ra cộng đồng, thì đảng ủy cũng như là ban chỉ đạo phòng chống COVID xã là thành lập tổ COVID cộng đồng để giám sát chặt chẽ hàng ngày hàng giờ ở các tổ gia đình để đảm bảo không bị tiếp xúc với người ngoài. Thời gian qua tại Nghệ An đã có gần 6.000 lao động trở về, trong số đó có trên 100 người dương tính với SARS-CoV-2. Nhiều trường mầm non, nhà văn hóa đã được trưng dụng để cách ly y tế. Dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhất là một số ca trong cộng đồng xuất hiện không truy vết được các F0. Bên cạnh việc theo dõi giám sát, các địa phương trên địa bàn Nghệ An tiếp tục duy trì lực lượng, siết chặt quy trình, nắm bắt số lượng công dân qua các xã để tổ chức đón công dân, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trong văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có của bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Khu Du lịch Đại Nam tại buổi gặp gỡ và giao lưu khán giả tại Khu Du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương vào ngày 14 tháng 11 vừa qua. Theo đó, buổi giao lưu này được phát trực tuyến trên Facebook, YouTube. Đáng lưu ý, trong các phát ngôn của khách mời tham dự buổi giao lưu livestream có nội dung cho rằng báo chí của Cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử nhận thấy nội dung phát ngôn như trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có liên quan đến vụ việc trên. Kết quả xử lý phải được báo cáo về Cục trước ngày 30 tháng 11. Sau 4 ngày thực hiện đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo ghi nhận ngày 16 tháng 11 đã có đông người dân đến các đại lý ở Hà Nội để kiểm tra phương tiện của mình. Tuy nhiên, chưa có trường hợp người dân nào đồng ý nhận hỗ trợ để đổi xe cũ lấy xe mới. Tại đại lý này đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân đến để đo lượng khí thải, tuy nhiên chưa có trường hợp nào đến để yêu cầu đổi xe. Nguyên nhân là do người đi xe cũ thường có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ mua lại xe cũ từ 2 đến 4 triệu đồng là thấp so với giá của một chiếc xe mới là gần 20 triệu đồng. Nhiều trường hợp cũng ngại làm lại thủ tục giấy tờ đăng ký xe. Về cái thủ tục để mà xin giấy của công an thì nó cũng sẽ mất thời gian, nó cũng gây cho khó khăn để mình hoàn thành cái thu cũ đổi mới. Thế nên là hiện giờ cái trường hợp, những cái trường hợp thu cũ đổi mới nó không khả thi, thế nên là chưa có khách hàng nào người ta làm vào cái dịch vụ đó. Hà Nội hiện có hơn 5,7 triệu xe máy, trong đó gần một nửa là xe máy cũ. Tuy nhiên, có thể thấy rằng sau 4 ngày triển khai thí điểm, kết quả mang lại chưa đáp ứng như kỳ vọng. Chúng tôi không đặt ra con số là bao nhiêu xe sẽ được thu hồi và xử lý, mà chúng tôi sẽ đánh giá vào việc là bao nhiêu người sẵn sàng tham gia vào chương trình này. Có thể họ chưa sẵn sàng, nhưng có thể họ sẵn sàng, nhưng họ sẽ nói chúng tôi biết là lý do tại sao hoặc là họ đã sẵn sàng hoặc là sao chưa sẵn sàng. Rõ ràng việc tạo điều kiện hỗ trợ thay thế các xe cũ, xe quá đắt được thành phố Hà Nội đặt ra là rất hợp lý. Tuy nhiên, để chính sách này đi vào đời sống và được đa số người dân có xe máy cũ ủng hộ, thì các cơ quan quản lý cần nghiên cứu đến những giải pháp thích hợp hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.